Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bài Toy Review của The Discorner. Và hôm nay là bài review của mình về Metal Build Great Mazinger. Bài Toy Review lần này được tài trợ bởi NS Gundam Shop. Dùng chú thích đã có sẵn liên quan hàng của shop, các bạn nhớ xem ngoài nhé. Now, here we go. Metal Build, hôm nay có review Metal Build. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi mà mới đụng một con kim loại nhỉ? Lâu rồi mình cũng không nhớ nữa. Nhưng hôm nay nhờ vào các bạn tuyệt vời tại NS Gundam Shop thì bây giờ mình đã có cơ hội review lại cái dòng này đến từ Bandai. Cho nên đầu tiên xin gửi một tràng pháo tay cho các bạn tại shop nhé. Quay trở lại mục chính thì con hàng ngày hôm nay có tên gọi là Great Mazinger. Chữ Z này là gì mình cũng không biết. Nhưng con này được thiết kế lại từ con Great Mazinger đã được ra mắt từ rất lâu trước đó. Đây, thiết kế cổ này khác một trời một vật luôn. Nó xuất hiện trong bộ phim Mazinger Z Infinity được chiếu vào năm 2018. Và thiệt là nãy giờ mình xạo đó, chứ thật ra mình cũng chả biết cái dòng này là gì đâu. Ở mặt sau của hộp, chúng ta sẽ có được cái nhìn tổng thể về những thứ sẽ được cho với con hàng ngày hôm nay. Kiếm ngay tay, kiếm ngay gối, kiếm ngay chân, kiếm để cầm, một máy bay, hai máy bay, ba máy bay, hiệu ứng các kiểu, nói chung đủ hết cả. Trông rất là đã, nên bây giờ mình sẽ unbox và xem có gì ở bên trong. Bên trong hộp, chúng ta có được một hộp mút để đựng figure và tổng cộng 3 viên nhựa để đựng tất cả các phụ kiện đi kèm theo với nó. Nhìn vậy thôi chứ thật ra là 3 đó. Để lấy ra thì chúng ta cứ mở phần bì carton này lên. Ủa, cái này là cái base. Tháo cái miếng chặn, lấy figure ra. Nặng đã ghê. Tiếp theo, để hoàn thiện ngoại hình thì bạn cần gắn hai cánh đỏ này vào máy bay. Gắn phần này vào nốt, tháo miếng chặn trên lưng, gắn toàn bộ máy bay vào. Sau đó gắn phần đầu này, nó chỉ để hờ vào thôi nhé, không có cứng cáp gì cả. Thì đây là Metal Build Great Mazinger của ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, Metal Build là một dòng figure mắc tiền đến từ Bandai. Và thật sự khi bạn cầm nó trên tay, cảm nhận được sự cao cấp mà họ đem lại thì phải nói nó đáng tới từng đồng. Về mặt ngoại hình, do được đến từ dòng Super Robot nên Metal Build ngày hôm nay có được tỷ lệ cơ thể rất giống như một con người bình thường. Ý mình bình thường ở đây là một lực sĩ đô con bụng 6 múi, chứ không phải như reviewer bụng bự nào mà các bạn đang nghe tiếng đâu. Các phần như tay, chân, vai, ngực, eo được vuốt cho tròn lại, nhấn mạnh bằng các điểm nhọn trên phần giáp, đi kèm theo đó là việc phân mảnh cực kỳ tuyệt vời trên toàn bộ phần thân, cho chúng ta một lực sĩ cực ngầu, rất xứng tên với một Super Robot chính hiệu. Về màu sắc, toàn bộ figure được chia thành 4 tông màu chính, bao gồm đen, bạc, tím, đỏ, và cả 4 màu này đều được Bandai sử dụng các phương pháp sơn khác nhau để làm cho nó nổi bật. Đầu tiên, chúng ta có được 2 tông màu tím kim loại nằm chủ yếu trên tay và chân. Hai màu này được tách ra thành rất nhiều part, và ở giữa là các màu xám kim loại như là các đường nan chìm nằm ở bên trong. Tiếp theo, màu xám được sử dụng để sơn cho phần bắp tay, eo, chân và gối. Đi kèm theo đó là màu green metal cực đẹp cho các phần khớp, và mình nghĩ chúng đồng thời cũng là kim loại luôn. Đi lên một chút ở eo và ngực thì đây là nơi tập trung của hai màu đen mờ và đen bóng. Nước sơn phải nói là cực kỳ nét, tăng độ tương phản cho figure. Cuối cùng, trên phần ngực, đó chính là chữ V màu đỏ cực bự và cũng như là điểm nhấn chính cho Great Mazinger. Màu nhựa clear đỏ bên ngoài kết hợp với một bắt màu bạc ở bên trong. Sự kết hợp này giúp nó bắt ánh sáng rất tốt khi được để dưới ánh đèn. Ngoài ra, chúng ta có được một chút vàng trên mắt và hai phần sừng ở trên đầu. Khi nhìn vào đây thì các bạn sẽ thấy được sự chăm chút cực kỳ tuyệt vời của Bandai cho dòng sản phẩm Metal Build. Cái chi tiết rất bé nhưng được làm rất nét, không bị lem, không một chút lỗi lầm, và như mình đã nói, đáng từng đồng so với giá tiền mà bạn đã bỏ ra. Tiếp theo sẽ là phần biên độ cử động, nhưng trước khi làm cho bạn coi thì phải cầm nó lên, và khi bạn cầm nó lên thì phải nói là cực sướng luôn các bạn. Rất cứng cáp, nặng nề, cực kỳ chắc chắn. Nói chung chỉ có cái phần đầu này là nó rất dễ bung ra, cho nên mình sẽ tháo nó ra luôn để cho tiện quay. Về cái đầu này thì riêng phần cổ đã có một đống khớp luôn. Bạn có được hai khớp bi trên và dưới giúp nó có thể nhìn qua lại cái bên rất là tuyệt vời. Nó cũng có thể nhìn xuống được tầm bao nhiêu đây. Nhìn lên được tầm bao nhiêu đây. Bày thoải mái luôn. Ngoài ra, cậu cũng có thể nghiêng qua lại sang hai bên, xoay được một vòng. Xuống tới vai thì trước khi mình làm, mình sẽ tháo cái chữ V này ra trước, chờ đợi bị vướng. Như các bạn thấy, bên trong đây có một khớp khá to, giúp bạn có thể đẩy cả cánh tay ra trước và sau khá tốt. Phần màu đen này có thể được mở ra, rồi sau đó tạo chỗ, giúp cả cánh tay có thể đẩy lên trên như thế này.
Này các bạn nhìn nè, phần giáp đen đã tách ra luôn, nhìn rất đã. À mà mình hỏi các bạn một chút chỗ này, mình để ý cái con Metro Bill khi trong thời gian thì cái khớp trong vai này sẽ rất dễ bị lỏng. Đẩy nhau cái là đi. Cái này không phải mỗi con Mazinger thôi, mà ở các con khác mình đã review như Crossbone, Astrea, Strike, nói chung hàng Bandai rất hay bị lỏng cái khớp này. Không biết các bạn có bị không, comment bên dưới cho mình nhé. Giáp vai di chuyển độc lập, nhưng mình thấy biên độ nó không được rộng. Tay xoay được một vòng, cực kỳ thích hợp cho Boss đưa hai tay lên để bay. Tay đưa nó được tầm này, mình nghĩ là lên được nữa, nhưng mà tới đây nó cứng ngắc rồi, không có dám bẻ. Xoay ở bắp tay, phần cẳng tay cũng có thể xoay được một vòng. Khớp đôi ở khuỷu tay trông cũng ổn mà thôi, không có hết cỡ. Và khi bạn gặp lại thì phần giáp xám sẽ chạy vào trong, nhìn khá là hay. No, giáp tím chứ, xin lỗi lộn. Eo nghiêng ra trước được tầm bao nhiêu đây? Nghiêng ra sau được tầm bao nhiêu đây? Lúc bạn nghiêng thì các phần giáp bên trong sẽ lộ một tí nữa, nhìn nó không có bị trống. Nghiêng qua lại sang hai bên thì nằm ở trên ngực. Đây là sang hết về bên trái. Còn đây là về bên phải. Ở phần váy, nó hầu như không có váy trước và sau, nên chỗ di chuyển chủ yếu nằm ở hai phía bên. Nó có thể nghiêng lên được tầm này, xoay ở bắp đuôi. Còn đây là cú sạc chân, đồ quá hay sao mà xoạc không được hết cỡ. Còn đây là cú đá ra phía trước, tam song song với mặt đất. Đá ra sau thì bị dính lại một xíu, nói chung nó không có được nhiều. Và bây giờ là cú gập gối, ui nó cứng quá trời cứng luôn các bạn. Nhưng ở đây có rất nhiều thứ để di chuyển. Miếng giáp trên đùi này chạy xuống, giáp phía sau bắp chân này chạy vào, và khi bạn gặp lại hết cỡ thì miếng giáp gối có thể được kéo lên, che khớp gối lại cho chúng ta một đường gập đẹp hơn. Quá sướng. Phần giáp này di chuyển chút xíu. Còn về cổ chân thì nó gập được tầm bao nhiêu đây? Gập xuống được tầm bao nhiêu đây? Sang trái và phải được một chút, vừa đủ. Và cuối cùng, bàn chân có thể được gập lại, một chút xíu mà thôi. Nói chung, cổ chân không được tốt cho lắm. Tiếp theo là phụ kiện với tên là Metal Bill Mazinger với quá trời thử đi kèm theo với đó. Đầu tiên, bạn có tổng cộng 9 bàn tay. Nó bao gồm hai bàn tay nắm mà nãy giờ các bạn đã thấy, hai bàn tay xòe, hai bàn tay cầm boomerang, hai tay cầm kiếm và cuối cùng là một bàn tay phải với ngón trỏ đưa ra. Lúc đầu mình tưởng cái này là chỉ để Boss chỉ trỏ các kiểu thôi, nhưng sau khi xem clip đánh lộn ở trên YouTube thì mới biết nó có một tuyệt chiêu là thu xét vào người rồi bắn ra kiểu nhất dương chỉ trong phim chưởng hồi xưa đó các bạn. Tiếp theo là các base được cho đi kèm. Bạn có một base lớn, hai base nhỏ, hai cái bắt nối cho robot, backpack và phần to này được dùng cho Mazinger để bay. Về cái base lớn thì nó bao gồm hai phần lớn nhỏ. Nó không có gắn cố định lại với nhau nên khi bạn di chuyển thì cứ tháo ra rồi chọc vào lỗ bạn thích. Trên cái base lớn có các khớp để mở khóa giống như base Metal Build. Ví dụ bạn mở đây để di chuyển khớp này, khóa lại. Mở đây để di chuyển khớp này, khóa lại. Cuối cùng để gắn figure thì bạn dùng cục này để gắn vào đít. Vậy là xong. Kế đến chúng ta có hai kiếm. Trông nó rất đẹp khi toàn bộ phần lưỡi được mạ chrome. Cái này được sơn hai tông màu vàng cực đẹp và nói chung nhìn nó rất là cháy. Hơi tiếc một cái là cái cây của mình phần lưỡi bị trầy, cho nên các bạn chơi nhớ bảo quản nó cho kỹ nhé. Để cam thì bạn cứ nhét vào tay được làm bằng cao su, gắn vào, vậy là xong, rất chắc chắn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần phụ kiện mọc ra từ người của Mazinger. Đầu tiên bạn gỡ miếng này ngay phần ống khuyển, gắn lưỡi dao vào thì kiểu này là vừa đá vừa chém cho một phát luôn. Tất nhiên chúng ta có hai cái nhé, xài hai bên đều được. Kể đến chúng ta có phần này dùng để gắn vào gối, nhìn đúng ác luôn các bạn, nó nhọn lắm đó, hơi bén nữa, do đó bạn nào có con nít ở nhà thì để một chút. Để sử dụng bạn cũng tháo phần che gối ra, sau đó gắn vào, rất đơn giản. Một lần nữa nhìn đã lắm các bạn ơi. Tiếp theo, bạn có thể tháo nguyên cẳng tay phía trước của Mazinger để tạo thành quả đấm hỏa tiễn đặc trưng của robot. Như các bạn thấy, nó có một khớp trụ đưa ra như thế này, còn đây là một khớp tròn thì hai thằng cứ gắn vào mà thôi. Bị cái là cứng lắm nên làm trên camera khó, mình tháo sẵn ra luôn. Khi bạn tháo tay ra thì bạn có thể sử dụng cái này để gắn lại nhằm che cái khớp. Còn ở phần nắm nắm hỏa tiễn thì bạn có hai lựa chọn. Một là dùng cái thương, hai là dùng cái này, nhìn nó ác hơn chút xí. Mình thấy cái này đã hơn nên mình sẽ thay cái bàn tay qua đây.
sử dụng bắt hiệu ứng để cho đi kèm. Ở dưới đây nó có một cái lỗ gắn vào bass, và đây là cách sử dụng phần nắm đấm và hiệu ứng của figure. Ngoài ra bạn có thể tháo phần đít này, tháo phần này ra lại, gắn nó vào, và bây giờ chúng ta có một phiên bản như nó vừa được phóng ra vậy. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bạn. Màu cam chuyển từ từ ra vàng, rồi ở giữa là các hiệu ứng bùng tỏa, nhìn đã gì đâu luôn. Và vũ khí cuối cùng đó chính là cái boomerang chữ V ở trước ngực. Theo như trong phim thì robot sẽ giật ra rồi chọi vào mặt của đối thủ. Định chọi Double Diver mà thôi, hàng Metal Build chọi nó robot xuống đất một cái là thằng chủ có đập mình chết thiệt. Định thôi, tha Double Diver hơi vậy, này mẹ hên đó nha. Để sử dụng thì các bạn tháo chữ V này ra, thay thế nó bằng cái mắt này để che cái lỗ trước ngực lại. Lấy cái boomerang thừa gắn vào tay, vậy là xong rồi đó. Mà theo mình thì cứ để cái chữ V cũ lại, ôi nhìn vậy đã hơn. Cuối cùng chúng ta có không những một mà hai cái backpack cho robot và hai phần ở phía sau chân để thay khi robot bay trên trời. Về máy bay thì để gắn, bạn có một cái khớp nằm ở bên dưới, bạn quay Mazinger lại, tháo bắt che lưng, gắn cánh vào lỗ, vậy là xong, hổ mọc thêm cánh luôn. Tiện đây thì mình sẽ gắn hết tất cả các phụ kiện cho nó. Bạn tiếp tục tháo cái miếng che bắp đuôi, gắn các bộ phận thay thế, gắn hiệu ứng lửa vào backpack và hai bàn chân, để lên phần đế. Và đây là cách Mazinger bay, nhìn cũng khá là ấn tượng với các hiệu ứng lửa ở chân cũng như là backpack, mà thật ra có cái gì đó nhìn rất là hoài cổ khi Mazinger bay như thế này. Cuối cùng chúng ta cũng có thêm một cái backpack nữa. Nó cũng được cấu tạo bởi 4 bộ phận như cái backpack đỏ, nhưng cái này nó nhọn hơn và phần đầu có thể được tháo ra. Để gắn vào thì cũng tương tự như cái hồi nãy. Mà tại sao lại có hai cái nhỉ? Bạn nào biết thì comment bên dưới cho mình nhé. À, một xíu nữa thì quên, bạn cũng có thêm một chiếc máy bay nhỏ này nữa. Nó dài hơn cái máy bay dùng để gắn lên đầu. Mình đoán chắc cái này lúc nó chưa có biến hình. Và tiếp một cái, bạn không có khớp gì để gắn nó vào bay xa cả. Cho nên, nếu muốn chân chung thì chỉ cho nó nằm dưới đất mà thôi. Hơi tiếc. Vậy đã xong mà review Metal Build Red Mazinger. Tiếp tục là một con hàng rất ngon mà Bandai đã có thể đem lại cho bạn. Phần biên độ cử động có thể tốt hơn một tí ở phần vai hoặc gót chân, nhưng nhìn chung về độ hoàn thiện, chi tiết, nước sơn, các phụ kiện đi kèm thì phải nói là mình cực kỳ hài lòng. Nếu bạn là một fan của Red Mazinger thì không có lý do nào để cản bạn khi muốn mua con hàng này. Còn nếu bạn là một collector thì tại sao lại bỏ qua con hàng này nhỉ? Quá đẹp và quá ngon. Nhưng đó cũng chỉ là ý kiến riêng của mình. Và nếu bạn muốn mua một em thì có thể đặt hàng tại Facebook của NS Gundam Shop. Link Facebook ở dưới một chú thích đó nha. Mình là Daddy, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi bài video ngày hôm nay. Để một like nếu các bạn thích và đừng quên quay lại để xem thêm các bài toy review tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.